kính chào quý vị và các bạn. Vậy là Samsung đã tung ra toàn bộ các mẫu flagship 2017 của mình. Và như thường lệ thì những thông tin thế hệ flagship tiếp theo đã bị rò rỉ ra. Cụ thể, hãng đang trong quá trình phát triển hai mô hình tiếp theo, đó là Samsung Galaxy S9 với mã là G960 và Samsung Galaxy S9 Plus với mã là G965. Theo các trang thông tin từ Hàn Quốc tiết lộ thì cả hai mẫu smartphone này đều được trang bị màn hình cong vô cực với kích thước tương đồng với S8 và S8 Plus. Cụ thể là 5,8 inch cho S9 và 6,2 inch cho S9 Plus. Từ tháng 4 năm 2017, Samsung đã làm việc với Qualcomm để tiếp tục sản xuất con chip di động mới có thể là Snapdragon 845 và sẽ được sử dụng trên chiếc Samsung Galaxy S9 với tiến trình là 7 nanomet. Con chip này sẽ được kết hợp sản xuất bởi Samsung và Taiwan TSMC. Samsung cũng cho hay họ đã tạo ra modem 4G LTE cho dòng sản phẩm chip di động Exynos sắp tới được gọi là 6CA. Nó có thể xử lý tốc độ tải lên tới 1,2 gigabit, đủ nhanh để tải về một bộ phim HD chỉ trong vòng 10 giây. Modem này sẽ tận dụng tối đa mạng 4G và có thể hỗ trợ thiết lập mạng 5G. Nhiều khả năng chiếc Samsung Galaxy S9 sẽ được chính thức giới thiệu trong hội nghị di động toàn cầu MWC diễn ra vào cuối tháng 2 năm tới nhằm hướng tới cạnh tranh với iPhone X. Và đó là tất cả thông tin rồi thì về chiếc Samsung Galaxy S9 mà mình muốn gửi tới các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và bấm vào subscribe channel. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin cuối ngày và buổi tối ngày mai.